Các bạn mình đang ở trong quán bún đậu gánh ở đường Phan Đình Phùng Quảng Ngãi nha. Đó, đang là quay sơ cái quán các bạn xem nè. Đó, đây là cái tiệm người ta bán nè. Đây mình sẽ quay lại cái menu cho bạn xem. Đây là có những món lẩu nè. Đó, bún đậu gánh đặc biệt là 75.000. Một người em biết khừa luôn đó ta. Nhiều lắm. Đây là bò nổi lửa 70.000, chả mực trâu ram 70.000. Đây là những món lẩu. Đây là bánh tráng dê chả giò này 45.000 nè. Đây là lẩu riêu cua 150.000 phần lớn và 85.000 phần nhỏ. Đây là bánh tráng thịt heo 45.000. Bún đậu gánh. Đó là giá mấy món này các bạn. Cái bên này sơn chảnh. Bún cần đổ. Em bỏ nhiều chứ. Bỏ nhiều hơn. Không phải là cùng lắm lò đây thì đúng là cùng lắm lò đó. Nhìn thấy sơn chảnh là biết. Ấy rần lá chanh. Kẻ mà. Xôi cút chiên 40.000. Thấy cái nắp lùm. Cái gì? Nắp lùm. 59.000 à. Xôi. Xôi cút không 35.000. Khoai tây chiên 30.000, khoai lăng cán là 32.000. Đó, đây là những cái món nước nha. Giải khát thì có trà thổ mộc chanh xả, nó dao động từ 15 đến 20.000. Đó, có cái món này các bạn. Rồi, đây là phần thập cẩm nha, nó sẽ có đậu, bún, rồi thịt luộc. Đây là cái gì? Chả cốm. Đó, đây các bạn. Người ta sẽ cho hai cái chén mắm tôm. Có chanh nè, mèo chế biến nè, bỏ hết. Rồi bỏ tấp vô. Giòn bỏ nhiều lên. Ở đây người ta luộc sẵn nè, có. Để đi căn mạng thôi. Rồi. Đi vô mẹ. Ăn cầm cầm. Đúng chưa? Còn đây là phần bún đậu cho cốm nè. Nó sẽ có bún, đậu, cà cốm và rau. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Bây giờ trước tiên mình thịt nạn chanh rồi ớt vô mắm tôm nhé. Đủ quá. Xin cái đũa đi, xin đâu đũa. Đũa đây trong hàng nha các bạn. Là khỏi bụi này. Để cầm lấy. Thôi bây giờ ăn thôi. Bỏ ớt nha các bạn. Bỏ ớt nha, bỏ ớt nha. Còn nhiều ớt. Lão rồi, cái bám này thôi. Lái bún ra chấm mắm và cho vào miệng ngon không? Nói chung là mắm đây là ngon lắm các bạn, cái mùi ngon, rồi mấy cái đồ này thịt thấy sạch sẽ, mát mà, son chảnh mà phải, là chả cốm này.